Trong tình dục có 30 điều khiến đàn ông thấy xấu hổ nhất. Những trải nghiệm tình dục mang đến nhiều cảm xúc rất khó quên, cũng mang lại không ít những lần xấu hổ muốn chui đầu xuống đất. Bất kỳ chuyện gì cũng có khả năng tiềm ẩn rủi ro, đó là điều mà anh em phải tập làm quen và chấp nhận, tình dục cũng vậy. Và nếu một ngày nào đó anh em gặp phải những điều dưới đây, tôi hy vọng chiến hữu cũng sẽ không quá bất ngờ vì chúng ta đã trao đổi với nhau rồi. Nên xem 15 lời khuyên tình dục dành cho đàn ông còn zin. 1. Bị chê nha danh. 2. Anh em gọi tên người yêu cũ khi vừa lên đỉnh thôi xong. 3. Không biết cách cởi xu chiêng của nàng, thật ra nó cũng hơi rối rối. 4. Bị chảy máu mũi khi thấy phụ nữ khỏa thân. 5. Không biết cách đeo bao cao su sao cho đúng. 6. Bỗng dưng thả bom trong giai đoạn cao trào, ăn khoai ít thôi. 7. Ngủ quên tới sáng, nhất là với nàng nào thích chơi trò massage, dễ chịu buồn ngủ chết được. 8. Nói nhảm, uống ít thôi mấy ông. 9. Không thể nào lên được, nó không vâng lời thì chịu rồi. 10. Bị chê nhỏ. Nên xem kích thước cậu nhỏ trung bình là bao nhiêu. 11. Quá rậm rạp, chăm chỉ dọn cỏ một chút anh em ơi. 12. Cậu nhỏ có mùi chán. 13. Yêu cầu cô ấy và không được đáp ứng, anh em muốn quan hệ tình dục bằng miệng chẳng hạn, nàng không thích điều đó thì sao. 14. Cho vào, nhầm nơi, quá chán. 15. Bị cô ấy áp đảo hoàn toàn, đôi lúc việc này rất hay, nhưng liên tục mất ưu thế thì đáng xấu hổ. 16. Liên tục khiến nàng thấy đau, rõ ràng là một kiểu sai sót kỹ thuật. 17. Bị so sánh với người yêu cũ của cô ấy. 18. Quên mang bảo hộ lao động, thuốc tránh thai, bao cao su, tất cả đều cần trang bị. 19. Cô ấy gọi tên người yêu cũ khi đang cực khoái, đắng lòng. Nên xem, muốn quan hệ thật mượt, hãy hỏi bạn tình 8 câu hỏi này. 20. Lỡ may chửi thề khi đang cao hứng, nhiều anh em mất kiểm soát lắm. 21. Bị phụ huynh bắt gặp khi cả hai đang như nhộng. 22. Phát hiện mình đang bị nhìn trộm, quay lén, nổi tiếng rồi nha. 23. Là quá to và bị hàng xóm nhắc nhở, bé bé cái mồm lại, nó không phải nhân vật chính. 24. Thử bắt chước phim đen nhưng không thành công, đâu phải ai muốn đóng phim cũng được anh em. 25. Bị té ngã trong khi thực hiện tư thế khó, phải xem lại cường độ tập gym rồi. 26. Khi biết được cô ấy kể chuyện trên giường của mình cho người khác nghe, tất nhiên là nói về những điều không quá hay ho. 27. Cậu nhỏ vẫn chưa cắt bao quy đầu thế mà còn dám đưa con gái người ta lên giường. 28. Ói lên người nàng khi đang quan hệ, lại là câu chuyện về mấy thánh say xỉn. 29. Không hiểu hết những ám hiệu của phái yếu, một cái nhíu mày đôi khi cũng bao gồm nhiều tầng ý nghĩa. 30. Cuối cùng, cũng là tệ nhất, biết tin cô ấy có thai khi cả hai vẫn chưa sẵn sàng. Trong suốt những trải nghiệm tình dục của mình, anh em đã trải qua bao nhiêu điều ở trên rồi?